Xin chào tất cả các bạn. Thông thường thì chúng ta phải dành rất nhiều thời gian, công đoạn, đặc biệt là sử dụng rất nhiều loại mỹ phẩm khác nhau cho công việc make up của mình. Ngày hôm nay thì mình sẽ giới thiệu và chia sẻ cho các bạn một loại kem vô cùng đặc biệt, có thể tiết kiệm thời gian và công đoạn make up như là kem lót, kem nền, kem che khuyết điểm và chống nắng. Đó chính là phấn tươi nano của nhãn hàng mỹ phẩm Bijou. Phấn tươi nano Bijou được chiết xuất từ các bội thực vật tươi nguyên thông qua quá trình bào chế kết hợp với các hạt phấn hoa rừng tươi, ngọc trai sáng đặc, collagen tươi và đặc biệt là công nghệ nano không chứa chất bảo quản, không chì, không hóa chất độc hại, không silicone gây bí da. Sau đây mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách sử dụng phấn tươi nano Bijou. Đầu tiên, trước khi sử dụng phấn tươi, các bạn cần tẩy trang và làm sạch mặt. Tiếp theo, lấy một lượng kem vừa phải chấm vào 5 điểm trên gương mặt, trán, cằm, hai bên má và mũi. Cuối cùng, dùng đầu ngón tay hoặc bông trang điểm tán nhẹ nhàng trên cả khuôn mặt sao cho lớp trang điểm lên tự nhiên và đều màu nhất. Các bạn thấy đấy, chưa đầy 2 phút mình đã có thể make up lắp xong được gương mặt của mình. Nếu các bạn muốn làm đẹp và tiết kiệm thời gian, ngay hôm nay hãy đặt mua phấn tươi Nano Bijou, sản phẩm đang được bán tại fanpage mỹ phẩm tự nhiên Bijou với mức giá 390.000 và hỗ trợ ship code trên toàn quốc. Không cần phải là một chuyên gia make up, các bạn vẫn có thể đẹp dạng người với phấn tươi Nano Bijou. Chúc các bạn luôn trẻ trung và xinh đẹp với phấn tươi Nano Bijou.